Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình. Thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy xin giới thiệu đến các bạn một cái phần mềm trên cái iPad, mà với phần mềm này thì chúng ta có thể là điều chỉnh hầu như là mọi thứ liên quan tới về máy lạnh nè, đèn viền nội thất nè, nghe nhạc nè, và hầu như tất cả những các tính năng gì bên trong cái chiếc xe S-Class và S-Class Maybach thì chúng ta chỉ việc điều chỉnh trên cái iPad thôi, như thế là xong các bạn, rất là nhanh và rất là đơn giản. Thì với cái phần mềm này thì hầu như là làm việc thay thế cho cái remote của chúng ta rất là nhiều thứ. Đó là cái phần mềm tên là Command Touch. Đầu tiên chúng ta chỉ việc là vào App Store trên iPad và tải cái phần mềm Command Touch này về máy. Sau đó thì chúng ta sẽ kết nối iPad với lại xe thông qua cái Wi-Fi, như thế là xong rồi các bạn. Và khi chúng ta đã tải cái phần mềm Command Touch này vào iPad thì khi đăng nhập thì trên màn hình của iPad cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách mà chúng ta cài đặt và kết nối vào trong xe như thế nào, thì rất là nhanh và rất là tiện lợi luôn các bạn. Thì và một điều nữa là khi mà chúng ta đã kết nối lần đầu vào bên trong xe thì khi mà là vào trong xe lần thứ hai, thứ ba hoặc là những cái lần sau nữa thì iPad cũng sẽ tự động nhận thấy cái Wi-Fi và tự động kết nối vào hệ thống luôn các bạn. Rất là đơn giản và rất là nhanh luôn, chúng ta còn không cần phải là kết nối lại giống như là ban đầu nữa. Và bây giờ thì chúng ta thử vào bên trong xe và kết nối và sử dụng cái phần mềm này như thế nào nhé. Ok các bạn. Ok các bạn, bây giờ Duy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ đăng nhập mà kết nối cái iPad này vào trong xe Maybach S650 này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái phần mềm, cái app là Command Touch trên iPad. Đây, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần trên iPad sẽ hiện lên các cái màn hình chào đón và cách mà hướng dẫn cho chúng ta là cái cách kết nối vào bên trong xe. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là hướng dẫn cho chúng ta là vào trong cái phần System, sau đó chọn Command Touch và chọn cái phần kết nối các bạn nhé. Thì ok, bây giờ Duy sẽ chọn cái phần làm theo cái hướng dẫn này. Thì chúng ta sẽ bấm vào nút Home ở trên vô lăng hoặc là trên cái touchpad này các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái phần hệ thống ở đây, và chúng ta sẽ chọn cái Command Touch ở đây. Chúng ta sẽ chọn tiếp theo là cấp phép cho thiết bị và chọn kết nối thiết bị mới các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta chọn vào cái mục mà kết nối thiết bị mới á, thì chúng ta sẽ thấy trên cái màn hình của cái xe Maybach S650 này hiện lên là cái Wi-Fi hotspot. Thì chúng ta chỉ việc là vào cái phần Wi-Fi trên cái iPad, chúng ta sẽ chọn cái hotspot đó. Đây, các bạn thấy là trên cái iPad chúng ta nó sẽ hiện lên cái phần hotspot, cái mã số giống như trên cái mã số của cái chiếc xe Maybach S650 này. Thì chúng ta đăng nhập vào. Đây, thì cái iPad sẽ yêu cầu chúng ta là nhập cái mật khẩu của cái Wi-Fi hotspot này. Thì chúng ta sẽ nhập vào cái dòng chữ này các bạn nhé, KN9Z nè. Thì các bạn đánh nguyên cái dòng password này vào trong cái iPad luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ đăng nhập. Sau khi mà chúng ta đánh hết cái phần password đó vào rồi thì chúng ta sẽ chọn cái phần kết nối. Ok, bây giờ chúng ta đã kết nối cái phần Wi-Fi xong rồi thì chúng ta sẽ quay lại cái ứng dụng là Command Touch trên iPad, và chúng ta sẽ chọn vào cái phần là cái chữ là kết nối xe nè các bạn. Kết nối xe. Chúng ta làm xong rồi chúng ta bấm OK đi cho cái màn hình này nó sẽ chuyển sang chế độ khác. Chúng ta chọn tiếp tục các bạn nhé. Đang chờ. Thì chúng ta chấp nhận ha các bạn. Thì chúng ta phải đăng nhập thêm một cái pass nữa. Nó nằm ở đây. Thì trên iPad chúng ta sẽ hiện lên cái phần đăng nhập luôn. Chúng ta chỉ việc bấm vào cái số giống như trên màn hình các bạn thấy nè. 9402. 9402. Ok. Vâng. Đó là đã kết nối xong rồi các bạn nhé.
Thì các bạn thấy bây giờ trên màn hình iPad của chúng ta nó sẽ hiện lên như thế này. Cái mục đầu tiên là mục Media, thứ hai là mục Phương tiện, thứ ba là phần điều khiển từ xa. Thì bây giờ Duy sẽ đăng nhập vào cái mục Media đầu tiên các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta đăng nhập vào cái phần Media này á, thì chúng ta sẽ thấy là hiện lên cái phần mềm mà để chúng ta nghe nhạc. Nếu mà cái chiếc xe của chúng ta đã kết nối, chẳng hạn như trong xe nó đã có kết nối thiết bị Bluetooth hoặc là USB rồi, thì chúng ta chỉ việc là bật nhạc ở trên đây thôi. Ok, bây giờ Duy sẽ bật nhạc trên cái iPad cho các bạn xem nha. Đây, các bạn thấy không? Đó, chúng ta muốn chuyển đổi một cái bài hát thì chúng ta sẽ việc bấm ở đây. À, các bạn thấy không? Để di chuyển qua cái phần màn hình nghe nhạc cho các bạn xem, thì khi di chuyển trên cái iPad thì trên màn hình của xe nó cũng sẽ chuyển theo luôn các bạn. Đó. Chúng ta chọn vào phần tìm kiếm nè, chúng ta chẳng hạn chọn một cái bài hát nào đó. Đây, chẳng hạn như chúng ta chọn cái bài này thì lúc đó trên xe nó cũng sẽ chuyển sang, các bạn thấy không? Đó. Giờ tiếp theo là Duy sẽ quay lại, chúng ta sẽ chọn vào cái phần mục phương tiện. Thì vào mục phương tiện này, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ thấy là ở trên màn hình phía bên tay trái của chúng ta là sẽ hiện lên cái mục là điều hòa khoang sao. Chúng ta chọn vào cái mục điều hòa khoang sao, tại vì cái tính năng mà command thoát này thì thật sự là dành cho người ngồi sau các bạn. Người ngồi sau thì chúng ta sẽ điều khiển cái này qua cái hệ thống này. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cái máy lạnh. Đây, các bạn thấy là trên màn hình của chúng ta là chỉnh nhiệt độ máy lạnh nằm ở đây. Các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ chọn nhiệt độ nè. Đó, và nhiệt độ và luồng gió phía sau. Đó, nếu mà chúng ta muốn tăng gió, giảm gió thì chúng ta làm cái cột bên đây các bạn nha. Đó. Chẳng hạn như chúng ta chọn phía sau bên phải, phía sau bên trái luôn các bạn. Đó, chúng ta chọn nhiệt độ được phía sau bên trái, tại vì cái xe Maybach hoặc là xe S-Class của chúng ta là hệ thống điều hòa tự động đa vùng, cho nên là hai cái ghế sau là chúng ta có thể là điều khiển được cái nhiệt độ hai bên khác nhau luôn. Và cái tính năng mà điều chỉnh điều hòa nhiệt độ này thì chúng ta chỉ chỉnh được cho cái khoang sau thôi nha các bạn, tại vì là cái ứng dụng này thật sự là dành cho người ngồi sau. Ok, bây giờ Duy sẽ chọn vào cái phần mục đèn chiếu nội thất. Đây, thì với phần mục đèn chiếu nội thất này thì chúng ta có thể là chỉnh cái đèn viền nội thất của chúng ta theo như ở trên cái iPad này các bạn thấy không? Rất là nhanh, rất tiện lợi luôn, rất là sướng. Các bạn thấy không? Bây giờ Duy sẽ chuyển thì các bạn sẽ thấy là cái phần đèn viền nội thất của chúng ta sẽ thay đổi màu nè. Các bạn thấy không? Bây giờ Duy đang chọn cái đèn màu cam. À, còn độ sáng, nếu mà chúng ta chọn cái độ sáng, cường độ sáng của cái đèn viền nội thất này thì chúng ta có thể chỉnh bên đây luôn. Đó, các bạn thấy không? Duy tăng độ sáng lên nè. Đó. Bây giờ Duy đổi là cái màu, chẳng hạn như màu xanh. Đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ đèn viền nội thất của xung quanh xe chúng ta đã chuyển sang màu xanh rồi. Nếu mà chúng ta có thể là chọn được cái đèn viền nội thất cho mỗi khu vực khác nhau trong xe luôn nha các bạn. Chẳng hạn như chúng ta chọn phía sau. Đó. Phía trước, phần hiển thị là cái phần táp lô các bạn. Quay ra thì Duy sẽ chọn qua cái phần mục thứ ba là phần điều khiển từ xa. Phần điều khiển từ xa này là giống như là một cái touchpad gì đó các bạn. Thì bây giờ Duy có thể là điều ngồi ở phía sau mà Duy có thể là điều khiển cái màn hình command ở phía trước này bằng cái iPad này luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ Duy nè Duy sẽ thao tác trên cái iPad này, các bạn thấy là cái phần touchpad của, thay vì là chúng ta điều khiển bằng remote nữa thì chúng ta sẽ điều khiển ở trên đây hết. Đó, các bạn thấy không? Đó, chẳng hạn như bây giờ Duy sẽ chọn vào cái mục âm thanh. Đó, chức năng hiệu chỉnh âm thanh. Đó, chúng ta có thể là chọn là jazz bass ở đây. Các bạn thấy không? Đó, chỉnh jazz bass ở xe. Rất là đơn giản các bạn. Như vậy với cái app là Command Touch này thì sẽ giúp ích cho các bạn đang sở hữu cái xe Mercedes-Benz S-Class hoặc là Mercedes-Benz S-Class Maybach thì hiểu rõ thêm
về cái tính năng này, cũng như là sẽ giúp ích cho các bạn nào mà đang quan tâm tới cái dòng xe Mercedes-Benz S-Class cũng như là Mercedes-Benz S-Class Maybach thì biết thêm cái xe chúng ta đã có thêm cái tính năng này nữa. Theo như các bạn đã biết thì những cái dòng xe đối thủ của Mercedes-Benz S-Class này là BMW Series 7 hoặc là Audi A8 thì khi mà theo xe thì các bạn thấy là cái ở vị trí phần sau thì sẽ có thêm cái máy tính bảng. Thì với cái máy tính bảng này thì Audi A8 cũng như là BMW Series 7 chúng ta có thể là điều chỉnh những cái tính năng thông qua một cái máy tính bảng đó, nhưng chỉ điều khiển các tính năng trong xe thôi nha các bạn. Nhưng mà với cái xe Mercedes-Benz S-Class hoặc S-Maybach này thì Mercedes-Benz phát triển cái phần mềm Communitas này trên cái iPad để giúp cho cái người ngồi phía sau có thể là vừa làm việc và vừa có thể là điều chỉnh những cái tính năng, những cái máy lạnh và mọi thứ trên cái xe của chúng ta thông qua cái màn hình iPad. Bởi vì iPad thì thực sự là bây giờ là người người nhà nhà đều có cái iPad rồi các bạn. Thì với cái iPad này thì cả thế giới nó nằm bên trong cái iPad rồi. Chúng ta có thể làm việc là check mail, nghe nhạc, giải trí, xem phim, ABCD và tất cả mọi thứ luôn thì đều nằm trên cái iPad này. Thì hy vọng là với cái clip này sẽ giúp ích cho các bạn đang quan tâm tới những cái dòng xe của Mercedes-Benz, đặc biệt là xe S-Class cũng như là S-Class Maybach, biết thêm cái xe của chúng ta có thêm cái tính năng này và giúp ích cho các bạn đang sở hữu cái chiếc xe này rồi có thể là sử dụng cái tính năng này tiện lợi hơn trên xe. Nếu các bạn cảm thấy là cái clip này hay thì các bạn hãy bấm like cho mình và đừng quên là bấm nút đăng ký và cái nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào, tạm biệt các bạn.